về khuôn viên sân trường em ngò vắng im liềm, thận thờ hàng cây nghiêng ôm hình em bé nhỏ dịu hiền. Đường trải dài thanh thang như hồn anh mở ngõ cài lên tóc xóa vai mềm, để trải đường em đi đưa hồn em tới nẻo êm đềm. Và dạt dào yêu thương theo làn mây gửi đến bên người, dâng trọn tình cao vời anh vẫn hoài mơ ước bên người. Những tháng năm vùi chôn bao ước mơ, bao nỗi niềm sầu thương những đêm ngóng chờ, đời chắt chiu sớm chiều muộn phiền hắt hiu, em vẫn còn trên lối thu xưa hay đã về nơi nẻo xa mơ. Đời trả về cho anh sân trường xưa vàng vỏ u sầu, đời dệt mộng em đi riêng mình anh xót nỗi chia lìa. Đường mộng nào em sang riêng mình anh tựa lá con mãi mơ màng, anh vẫn tìm
mây ngàn. Lòng nhớ thương ai,
đó đưa man mát gợi những u sầu. Chiều nay ra đứng nơi đây mà nghe thương nhớ bơ vơ, gió lạnh lùng bao nỗi nhớ. Mẹ già chờ con ngồi đếm lá rơi, đếm bao nhiêu lá mà con chưa về. Ngày nào con bé ngây thơ, mẹ hay âu yếm bên con, mẹ bảo mẹ thương con nhiều. Thu xưa nhìn lá rơi hoài, thương con mẹ trông con về, chờ mong tin con ngày tháng, lòng đầy lo âu sầu nhớ. Bao lá thu rơi mà con chưa về, chiều nay ngồi đây lòng nhớ thương ai. Có nghe trong mắt lệ thắm tuôn trào, ngày xưa con bé ngây thơ mà nay con đã đi xa, mẹ già chờ mong con về. Chờ con ngồi đếm lá rơi, đếm bao nhiêu lá mà con chưa về. Ngày nào con bé ngây thơ, mẹ hay âu yếm bên con, mẹ bảo mẹ thương con nhiều. Thu xưa nhìn lá rơi hoài, thương con mẹ trông con về, chờ mong tin con ngày tháng, lòng đầy lo âu sầu nhớ. Bao lá thu rơi mà con chưa về, chiều nay ngồi đây lòng nhớ thương ai. Có nghe trong mắt lệ thắm tuôn trào, ngày xưa con bé ngây thơ mà nay con đã đi xa, mẹ già chờ mong con về. Ngày xưa con bé ngây thơ mà nay con đã đi xa, mẹ già chờ mong con về. Của con, đôi mắt của con.
thấy mẹ cha, không thấy thầy cô, không được ánh sáng chỉ toàn là bóng đêm đen. Còn ai thương con như cha mẹ ở trên đời này? Còn ai khuyên con như cô thầy đã khuyên bao ngày? Tình thương cho con cao quý hơn rất nhiều, mắt con bây giờ không thể nhìn được mẹ cha. Thương con như cha mẹ ở trên đời này, còn ai khuyên con như cô thầy đã khuyên bao ngày?